Rồi. Máy bay Lan Hương xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy Brazzer chiffon. Đầu tiên, đi chỉ may từ cuộn chỉ. Mình đi xuống đây, móc xuống đây, đi thẳng xuống. Đến đây mình vắt qua trái đi lên. Trong này nó có cái mỏ giật chỉ, trường hợp nó chìm sâu thì mình xoay cái bánh đà để cho mỏ giật chỉ lên cao. Mình móc từ phải qua trái này, đi xuống. Sau đấy móc qua cái số 6 là cái móc thép này. Xoay kim lên cao, dùng hỗ trợ sỏi chỉ. Đặt chỉ ở đây, ấn thẳng cái cần nhựa trắng này. Cứ ấn, ấn thì nó sẽ xoay sang như này. Mình đặt sợi chỉ chạm vào cái ngạnh bên dưới, đẩy thẳng ra sau, xếp tay phải lên một chút xíu, đồng thời thả cái cần trắng này ra, nó sẽ kéo chỉ qua kim. Chỉ dưới mình kéo cái này sang bên phải, bật cái nắp này lên, mình lấy cuộn cái suốt ra. Khi mà lắp suốt vào, để ý cái sợi chỉ thừa mình đặt phía bên tay trái này, đặt vào đây, kéo sợi chỉ đi vào cái khe này, đi theo cái đường này. Đi ra đây, kéo thì nó, đây nó có cái dao cắt chỉ, nó sẽ cắt. Mình không cần lấy chỉ dưới lên. Mình đậy cái nắp này vào. Máy này có các đường may cơ bản ở đây. Thì ví dụ mình đang may đường nào thì nó sẽ tương ứng nằm trong cái ô này. Ví dụ đây mình đang may đường thẳng này. 1, 2, 3 đều là đường thẳng. Đường số 2 thưa hơn. Khi may thì mình cho vải vào hạ trên vịt xuống. Tốc độ đây là chậm nhất, sang bên phải là nhanh dần. Mình ấn nút chạy sang phải, tăng dần này. Tùy mình muốn dùng ở tốc độ nào thì mình sẽ gạt cái tay này. Đây là đường may của máy. Cái chỉ mà mình có thể cắt ở đây khỏi dồn mình kéo ấy. Đầu mỗi đường may thì mình có thể lại mũi. Lại mũi ấn dị bao nhiêu, máy chạy lùi bấy nhiêu này. Quay sang đây. Xong mình lại chạy tiến này. Đầu đường may và cuối đường may thì mình nên lại mũi để đường may nó chắc chắn hơn. Ấn dị bao nhiêu lại mũi bấy nhiêu. Thả ra máy sẽ dừng lại. Mình may thử đường dích chắc. Chọn đường may, ví dụ đường zig zag này. Đây đường may. Máy có chức năng giả vắt sổ, mình thay chân vịt giả vắt sổ. Thì đầu tiên mình muốn thay chân vịt thì mình phải ấn cái nút ở đằng sau chân vịt, nút đen. Chân vịt rơi xuống. Khi mình lắp chân vịt nào cũng có một cái ngạnh ngang như này, ngập bên dưới cái mỏ này. Một tay điều chỉnh chân vịt, tay kia dùng cần nâng hạ chân vịt, hạ xuống nó ngập vào như này là được. Chọn đường vắt sổ thì mình có thể dùng cái đường số 5 hoặc đây mình thử đường số 8 xem. Số 8 vắt thì nó sẽ vắt nhanh hơn số 5. Máy này chạy như này rất là êm đấy.
Blazer chip công mình đang bán với giá 1,2 triệu. Phát sổ như này là không bao giờ vải có thể bung ra được. Nguyên tắc của nó là đường zig zag nó ôm từ bên này qua bên kia, mà vải của mình khi mà nó tua thì nó sẽ tua dọc dọc như này. Nếu ôm như này thì vải sẽ không bao giờ bung ra được. Đây mình được giả phát sổ rất là đẹp. Mình sẽ thay chân vịt thùa khuy, chân thùa khuy để ý. Máy này thùa khuy 4 bước thì chân thùa khuy đây, mình nhìn có các cái vạch đỏ, mình sẽ lắp nó ra bên phía bên ngoài. Lắp ngược lại sẽ không may được, mà khi nó sẽ đâm vào chân vịt thì mình lắp ra bên ngoài. Chọn chức năng thùa khuy ở đây có ABCD. Đầu tiên mình sẽ chọn đường A. Thùa khuy muốn đẹp thì mình thùa dày dày một chút xíu. Trường hợp mà mỏng thì mình nên lót giấy hoặc là ép mếch vào. Mình đẩy chân vịt sát như này. Đây chân vịt này, mình đẩy nó chạm như này, hạ chân vịt xuống. Chọn đường AC, ấn nút chạy, chạy khoảng tầm 2-3 mũi. Mình dừng lại. Chọn sang đường B. Chạy thùa khuy nó sẽ chạy cạnh dài chạy lùi đến mức mà mình cảm thấy độ dài vừa đủ thì mình dừng lại. Mình chọn sang đường AC tiếp. Chốt ngang 2-3 mũi dừng lại. Chọn sang đường D. Nó sẽ chạy cạnh còn lại của thùa khuy. Đến khi hết rồi thì mình ấn nút dừng. Đây là cái khuy mình vừa thùa được. Mặt trên, mặt dưới, hai mặt y như nhau. Mình rạch, mình cài cúc qua. Đây, mình rạch như này. Mình hướng dẫn đánh suốt. Mình nhìn cái suốt. Cái suốt này khi mà nó hết thì mình lấy một cái suốt không. Đi chỉ đánh suốt từ cuộn chỉ. Mình chỉ được thao tác, mình thao tác theo đường cái đường mũi tên nét đất ở trên máy này. Bước 1 vẫn móc vào như đi chỉ may. Sau đấy mình đi qua đây, mình sang bên này. Đi thẳng đặt xuống đây. Cuốn như này. Theo đường mũi tên nét đất cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ. Tầm 4-5 vòng gì đấy. Cắt chỉ thừa đi, gạt cọc suốt qua bên phải. Sau đấy mình ấn nút chạy. Thừa. Khi nào suốt đầy thì mình dừng lại. Gạt cọc qua trái, kéo suốt lên, lắc xuống bên dưới như vừa nãy mình hướng dẫn. Cuối cùng là thay kim. Thay kim thì một tay mình, một tay cầm kim, một tay mình vặn cái ốc này về phía bên lòng mình. Đây, mình vặn cho ốc lỏng ra, kéo kim xuống. Mình lắp kim vào, mình để ý kim máy gia đình nó sẽ có một mặt dẹt hơn này. Khi lắp vào mặt dẹt quay ra phía sau. Đây mặt dẹt ở sau này đẩy kịch lên. Sau đấy vặn chặt ốc vào. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Máy may Lan Hương xin kính chào.